Dạ dạ. Rồi cô đến đây nhiều nhiều người lắm hả cô? Nhiều người không? Cũng như mình có cái đội hay sao cô? Có cái đội đi chung hay sao? Đội đi thì đội nhiều dữ lắm nha. Dạ. Giờ cả mới là 5 cái đội. Rồi bên thầy á, dạ. Thầy Thái An á. Dạ. Rồi cũng như là Cần Thơ. Dạ. Rồi ở dưới như gì à, Tiền Giang đồ đó. Dạ dạ. Là như là mấy người đó là lên làm đó. Đây là nước tí nè, nước không đồng. Sáng cho từ sáng tới giờ. Này mình nấu trực tiếp tại chỗ. À vậy hả? Nói là nấu. Đây là chảo bánh xèo ha. Chảo bánh xèo là ngày mai đổ ha. Thì bắt đầu ngày mai là mấy cô chú và các anh chị thì đổ bánh xèo để đãi khách. Ở đây rất là nhiều khuôn để đổ bánh xèo lắm nha. Rất là nhiều luôn. Nhưng mà ngày mai đổ là không kịp luôn đó. Ở đây có đãi nước miễn phí chanh muối luôn nè các cô chú. Dạ dạ. Sáng giờ khách đông không cô? Này là miễn phí nha, không đồng nha. Thì mỗi hàng năm thì Vinh Đức Cố ngày giỗ thì vô bọc luôn nha. Đây là bọc là bưng đi. Ở đây thì có bà cụ cũng đang múc nước tiếp luôn. Rồi câu đó quay lóc xin kính chào quý cô chú và các anh chị ha. Thì bữa nay mình có đi lễ Vinh Đức Cố ha. Thì Vinh này thuộc huyện Châu Phú của An Giang ha. Thì mình hiện giờ đang đứng ở trên cầu để qua Vinh. Thì Vinh Đức Cố nhằm ngày 19-20-21 tháng 2 âm lịch. Bữa nay là ngày 19 mình mới vừa đến đây nha. Để xin mời cô chú và các anh chị cùng mình vô Vinh để xem năm nay ngày lễ Vinh Đức Cố như thế nào. Thì mời các cô chú và anh chị cùng theo chân cao đổ vlog nha. Rồi để mình sẽ quay màn hình lại nha. Bữa nay là ngày 19 mà thấy khách cũng đi khách rất là đông nha. Thì bữa nay mấy anh em mình có mặt ở tại Vinh nhằm ngày 19 tháng 2 âm lịch nha. Thì Vinh Đức Cố thì cúng ông là 3 ngày nha. Ngày 19, 20, 21 tháng 2. Đây ông Tú á, hai chị em ăn 5 tô mà ăn 5 tô cháo mà ông Tú ăn mới 3 tô rưỡi. Dạ đi hết ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Tên gì? À, cảnh 67 vlog cô. Cảnh 67 vlog hay là gì? Trời ơi, cái đó đọc đi. Cảnh 67 vlog. Dạ. Ông Tú làm bài coi nè, tặng bài giảng đức thầy nè. Dạ. Áo sen bảo Tây phương đua nở chờ rồi. Cảm ơn chị Nga. Tốt, 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 tốt.
rồi. Dạ. Bữa nay là ngày 19 thì mình câu đấu vlog cũng thấy khách đi lại giếng dinh Đức Cố thì cũng khá là đông nha các cô chú các anh chị. Thì đường từ ngoài cổng đi vô thì cũng rất là xa nha, mình đi bộ cũng xa lắm á. Ở đây thì mình thấy cũng có mấy cái gian hàng bán đồ cũng khá là nhiều luôn ha, khá là đông luôn. Ở đây thì có thí nước, nước rất nhiều luôn. Đây là nước thí nè, nước không đồng. Này mình nấu trực tiếp tại chỗ. À vậy hả? Nói là nấu. Ở đây là vừa nấu tại chỗ rồi em cho nước luôn nha. Ở đây thì nước này là nước lấy dứa. Bữa nay mới có ngày 19 mà cậu đâu quay lóc thấy bà con đến cũng khá là đông ha. Đây có đãi nước miễn phí chanh muối luôn nha các cô chú. Dạ dạ. Sáng giờ khách đông không cô? Này là miễn phí nha, không đồng nha. Thì mọi hàng năm thì dinh Đức Cố ngày giỗ thì đây là bọc, bọc là bưng đi. Ở đây thì có bà cụ cũng đang múc nước tiếp luôn. Ở đây giấc này đãi ăn thì thấy đãi bún khá là đông luôn. Đây, hai bên đều đãi lưỡng biên luôn nha. Vô phía bên trong này thì thấy rất là vui ha. Đang nấu cháo, đang đãi trực tiếp luôn nha các cô chú các anh chị. Rất là đông luôn. Rồi hàng năm là lễ giỗ của Đức Cố thì ngày 19, 20, 21 thì khách đến để nói chung là ở đây ai cũng đều các chỗ để về đây để làm từ thiện nha. Người thì nấu cơm, người thì phát nước, người thì phát cháo. Có những các cô chú thì nấu canh hay hoặc là cơm đều có hết nha. Để có mấy chú mấy cô đều làm bên rau để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu đãi cơm. Có mấy anh mấy chú lột dừa. Đâu xuống luôn. Tôi ở thằng Đăng. Dạ. Ở Vĩnh Bình. Dạ. Đây là nhiều nhiều chỗ nha. Đi gom lại đâu đây? Thì
mình thấy mấy cô đang chuẩn bị rau củ quả để ngày mai làm cơm để đãi khách đám giỗ của ông Đức Cố ha. Giỗ ông Cố đây là có thấy xả củ hủ dừa, đây có mấy cô đang làm. Bên đây thì có mấy cô và mấy chú cũng đang rửa chén, rửa dĩa, rửa tô để chuẩn bị cho một ngày mời đãi tiếp. Đây. Mình ở đây, mình ở đâu đến đây cô? Chú nằm ở đây luôn ha. Dạ biết. Đây là cái vỏ rau. Đây thì có mấy cô lặt rau muống. Ở đây thì cho mấy chị đang lặt rau muống. Đây có mấy chị đang lặt rau muống nè. Thì ai cũng đều lên đây cũng có tiếp sức một tay một chân để làm cho mau ha, để có ngày mai có đãi cho khách. Thấy làm gì cũng rất là vui ha. Ở trong đây thì rau củ quả đầy đủ hết nha, rất là nhiều luôn. Nói là nói chung là gom lại các chỗ đều đem về đây hàng chục tấn luôn. Cái chiếc này ít là khỏe của mình là nhiều luôn. Ở đây thì bảo vệ cũng làm an toàn cho người dân mình đến để đi lễ Đức Cố Quản ha. Rất là nhiều luôn. Đây không có thiếu cao cả củ quả gì hết ha. Cô đâu đến đây à cô? Tôi ở đây ở số 8. Dạ, cô ở số 8 ha. Này là chỗ mới chở qua. Dạ. Dạ, nói chung là các chỗ đều chở tới ha cô. Rồi dồn lại rồi người nào tiếp này kia nọ vậy đó. Dạ. Rồi còn ăn gì thì đó là bánh xèo, bánh bách, bánh mới mình đó. Dạ. Còn mai là bánh bao, bánh ca, bánh bao, bánh này. Dạ. Bánh cháo mía là mình làm ở đây. À cũng như là nó mình nói chung là nhiều chỗ đi, nhiều chỗ lại ha. Gom lại đó, dạ. Mai mới gom nhiều. Dạ dạ. Còn giờ là ở đây là coi như người địa phương ở đây. Dạ. Ở tầng 1, số 8, số 9, số 10. Xin luôn thẻ thì cái gì đó. Dạ. Gom đây. Rồi, con cảm ơn cô luôn nha. Dạ. Thấy rau củ quả rất là nhiều nha các cô chú. Ở đây thì đều các chỗ đều đến đây hết nha. Mệt hả? Đang ăn luôn hả? Ở đây là gọt đu đủ. Đây rồi, em gái đang ăn xài. Mình ở đây luôn hả? Là ở đâu lại em gái? Dạ. Đây, cái này làm là ăn nó bụng ăn luôn rồi. Lô. Đang bảo đủ luôn. Ở đây là đang nấu nướng
để chuẩn bị cho ngày mai ha các cô chú các anh chị. Ở đây là đang nấu bắp. Bắp để ngày mai đãi bắp. Cái lò này là lò nấu tàu hũ. À, vừa nấu thì nó vừa xả hơi luôn ha. Ở đây là khuôn tàu hũ, khuôn ép ra tàu hũ ha, rất là đông luôn các cô chú các anh chị ơi. Thì lễ hàng năm cúng dinh Đức Cố thì các chỗ đều về đây để tích cực đãi cho các vị khách đến để mà tham quan có nước uống và thức ăn luôn ha. Rất là đông vui luôn. Ở đây là bó cả đòn. Cái cô với mấy chị đang gói cả đòn. Rất là đông luôn. Cô với mấy chị đang gói chả đòn, khá là đông vui. Cao đỏ quê lóc coi, cao đỏ quê lóc. Đây là bông điên điển luôn. Nói chung là rau củ quả là rất là đầy đủ, không thiếu món gì hết. Còn ở đây là ngày mai bắt đầu đổ bánh xèo nha. Đây là những khuôn bánh xèo. Đây là những khuôn bánh xèo bắt đầu là ngày mai sẽ đổ. Để quay gì đây là đổ vừa quay ha. Đây là chảo bánh xèo ha, chảo bánh xèo là ngày mai đổ ha. Thì bắt đầu ngày mai là mấy cô chú và các anh chị thì đổ bánh xèo để đãi khách. Ở đây rất là nhiều khuôn để đổ bánh xèo lắm nha, rất là nhiều luôn, nhưng mà ngày mai đổ là không kịp luôn đó. Ở đây thì các cô chú các anh chị thấy không, rất là đông luôn. Bữa nay là gì là đông dữ lắm, đông luôn rồi. Đây là bầu, bắp cải, củ sắn đều có hết, cà. Thì các cô chú các anh chị thấy mình gọi rất là tha đẳng, giờ đều rau củ quả đang có đầy đủ hết để chuẩn bị ngày mai sẽ đãi khách. Ngày mai và ngày mốt nha, bữa nay là ngày 19, ngày mai là 20-21. Thì mỗi dịp lễ thì các cô các chú đều gom về để mà tiếp mỗi người một tay nha, để có để đãi cho khách, cũng rất là tích cực. Cái này là món gì vậy cô? Sườn chiên giò. Dạ. Sườn chiên giò. Dạ dạ. Cô nói là sườn chiên giòn. Dạ. Bên đây thì có mấy cô cũng đang rửa rau. Ở đảo Phú Quốc. Dạ dạ dạ. Thành phố. Dạ. Dạ. Cô từ ở Phú Quốc, ở thành phố Phú Quốc mà cũng về đây để mà tiếp để làm phụ. Dạ, mấy cô ở rất là xa mà cũng đến đây để dự ngày lễ của Đức Cố, cái đó là rất là
mừng cho ở quê hương mình này. Đây là nồi hấp đồ ha. Đây là chảo cà chua. Em đang đảo chảo cà chua. Ở đây thì các chú và các anh đang làm tàu hũ non để ngày mai đẩy cho khách tàu hũ non. Ở đây là đang xây bắp các cô chú các anh chị. Xây bắp. Xây gì hả chú? Dạ. Đây là xanh xây đậu nành làm đậu hũ nha các cô chú. Đây là tàu hũ non. Đến rất là đông. Ở đây là mít. Đây là mít chiên. Mít chiên mít chiên giòn. Rất là ngon nha. Đây các cô chú các anh chị thấy ha, nồi mình tính như mấy cái lò hấp thôi là mình thấy rất là nhiều rồi ha, thấy là rất là nhiều luôn. Thì mình đang quay đây các cô chú thấy ha, đây là mấy cái lò hấp không, lò hấp không mà nó dài gì nè các cô chú các anh chị. Ở đây mình dòm lại đẳng mình thấy rất là xa luôn ha, rất là nhiều luôn. Là mình tính lò hấp không nha. Mà không phải riêng biệt chỗ này mà còn nhiều chỗ nữa nha các cô chú các anh chị, chứ không phải là riêng biệt ở đây không đâu nha. Rất là trơn á. Đây ra ngoài không biết có gì mà nói nữa. Nhiều hơn nhiều món mà không biết luôn hả con. Hết món này thì làm món khác. Cái này là mình là đậu xào hả cô? Cô ở đây hay là ở đâu tới cô? Cần Đăng ha. Con cũng Cần Đăng nè. Cần Đăng như sắp đi lại. À được, đi lại. Thì cô cũng người Cần Đăng đến nha. Chung là nhiều người ở nhiều chỗ nha, để về đây để mọi người đều dự lễ đức cố ha. Đây là đồ tương ha, canh chua, đậu xào, dưa cải, dưa muối.
chùa rất là ngon nha các cô chú. Đây là Dinh Quang Trung các cô chú các anh chị. Và mình cũng qua đến đây ha. Sớm giờ thì mình đi vòng vòng, giờ mình sẽ lên Dinh Quang Trung. Ông đang đứng rất là hiền ngang ha. Ở đây thì cổng chào, cổng vào ha các cô chú các anh chị. Ở đây qua bên kia thì cũng có bắc cầu. Rồi thì đến đây Cao Đổ Vlog xin tạm dừng video ở đây nha các cô chú các anh chị. Thì để tiếp tục lên ngày lễ của Đức Cố Quảng thì bắt đầu bữa nay là ngày 19 tháng 2 âm lịch ha. Thì bắt đầu ngày mai là ngày 20 mình cũng sẽ đến đây để quay tiếp tục ngày lễ của ông Đức Cố ha. Rồi, thì mình kết thúc video ở đây. Xin hẹn lại các cô chú vào video sau nha.